Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Hiện giờ thì Đồng Hải lại tiếp tục quay trở lại khu vực của thôn Đá Bàn để cập nhật cái tình hình làm cái ngôi nhà của cái cô Oán, mẹ của bé Cảnh, cái người tìm cơm ở trong nghĩa địa ấy. Đã được kênh Thành Trung kêu gọi và đã có kinh phí để làm một cái ngôi nhà tiền chế ở đây. Bây giờ thì nó là tầm khoảng độ 3 giờ chiều rồi, trời ở đây nắng rất là to. Mà mình thấy thì cũng công việc của ngôi nhà thì cũng là tương đối là hòm hòm rồi. Hôm nay ấy, thì em Thành Trung đã phải đi về dưới nhà, ở dưới Bình Dương. Về nhà có công việc mấy ngày, xong mới lại tiếp tục lên đây để làm tiếp công việc ở đây. Bởi vì công việc của em ở đây thì còn tương đối là bận. Nhưng mà vì lý do là đi xa nhà lâu rồi, cũng phải về nhà để thăm gia đình, vợ con và cũng một số cái công việc riêng nữa. Thì bây giờ mình đã thấy là mái của cái ngôi nhà đã được lợp rồi. Lợp cũng tương đối là xinh. Ở đây thì thường thường tất cả các ngôi nhà đều làm bằng một mái như này hết, kể cả là nhà xây cấp 4 ấy, thì không như ở ngoài kia. Còn bên này thì đã có một cái đống sỏi cát rất là to, cái này là để làm nền. Và đây nữa thì khu vực này là đá để xây cái móng này. Lại xin chào ông bạn nhá. Ông bạn này là lúc nào cũng phải hết sức lo lắng quan tâm cho con gái nhá. Thế cho con gái để cũng mừng mà đúng không? Con gái có nhà cửa các thứ thì là mừng rồi. Đây là chuẩn bị xi măng các thứ đây rồi đấy, xi măng này. Đây ở đây thì xi măng rất là đắt nhá, trong này ấy, nó không như ở ngoài kia đâu. Xi măng mark P400 ở đây mà người ta bán lẻ là cứ hơn 100 một bao này. Chứ ở ngoài Bắc ấy thì hơn 100 là được 2 bao. Đấy. Cái này là giờ phải chở từ ngoài kia vào mà. Cái đá này là đá để làm móng đây phải không? Cây không gọi là móng được mà đây chỉ là kè chung quanh. Kè chung quanh để cho nó và nó khỏi mưa gió nó xối đi và để tôn cao cái nền lên. Chứ còn đất đây thì không bao giờ lún nhỉ. Đất đây thì không lún được chứ, bởi vì nó mưa nắng hàng bao nhiêu ngày nó khô cứng lại này rồi. Thế là hôm nay là thợ nghỉ à? Phải không? Dạ, thợ nay nghỉ đi ăn năm cuối á. Thợ là mới nghỉ chiều nay chứ? Dạ, mới nghỉ chiều nay. Còn sáng nay là mới lợp đây đúng không? Lợp sáng cái dằng đó luôn. Một bóng lên tôn luôn. Thế là em cũng phụ giúp đây suốt đi chứ? Dạ, ở đây phục vụ cho nước non đồ anh em thợ nó làm đúng rồi, làm cho nó gọn gàng, nó tốt hơn cho nhà mình. Dạ. Chứ họ là đội này làm cũng tương đối nhanh đấy nhờ, làm cũng chắc chắn. Nó làm trực tiếp làm thường đủ loại tầm 4 ngày 5 ngày xong. Thế thôi chứ còn kéo dài lâu nào được, quan trọng là nó khô cái nền cái là được tốt. Cái nền này thì cũng chắc là phải mất một ngày cân lực, vừa xây vừa đổ cát để lèn, xong bắt đầu mới trộn bê tông để đổ xong bắt đầu mới làm đằng trước ấy nhỉ. Máy sẽ làm sau. Đúng rồi. Trong cái nhà đây. Ở đây thì rất là hay là tất cả đều làm theo cái khung cái hình thức kiểu này, kể cả nhà tôn là nhà xây. Cứ làm một cái mái chạy đằng sau này. Thế là hôm nay là mẹ con nhà bé Cảnh là về trên kia hay ở đây? Dạ, mới chọn đồ về đây bớt á. Đúng rồi, phải chuyển bớt về đây đi, để linh tinh những thứ trên ấy. Giờ là không trông coi được là mất đi đấy. Sáng kêu nó đi chỗ gạo qua hết luôn. Chỗ sờ tối nữa đêm hôm mình đi trễ đi đổ. Đúng rồi. Đúng ra mà nói thì ở đây là tớ thấy là rất nghiêm chỉnh
trong cái vấn đề an ninh, nhưng mà mình cứ đề phòng, bởi vì ở đấy nó như cái khu nhà hoang ấy. Yeah. Và còn nếu mà cứ ở trong khu dân cư này thì cứ vứt ngoài sân kia, mà không sợ mưa cũng chả sợ mất, đúng không? Yeah. Thì mình thấy cái bà ấy bà bán hàng trong kia, bà mua hàng của họ, xong mua măng, mua chuối, xong không trở về được là cứ vứt ở bờ đường đấy thôi. Nhưng mà không ai đồng bào người ta động đến của họ, đến mấy hôm sau nữa họ mới vào chở. Nhưng mà đấy là những cái khu nó có người, chứ còn ở những chỗ vắng thì cũng không thể nói trước được, đúng không? Bây giờ là người nó đói khổ nhiều, bọn vớ vẩn nhiều nữa, đâm ra là cứ như thế là nó mới yên tâm. À nào, mình vào đây mình xem là xem các cái cháu ấy đã hàn hiếc rồi thì làm cái móng như thế nào rồi. Đây thì hôm nay thì mọi người cũng đã dựng cái khung lên như này rồi. Hôm trước thì mới dựng được cái cột cái kia thôi, nhưng mà hôm nay thì rằng được tất cả những thành cái hình, chứ còn cái này chưa hàn chặt đây nhá. Ở phía dưới này là còn phải hàn lại cho nó thật chắc chắn đấy. Bây giờ là mới gá tạm. Đấy. Một ngôi nhà tiền chế. Đấy, cái móng này thì chắc chỉ vét xuống một ít nữa thôi cho nó phẳng phiu là xếp đá, đổ vữa xếp đá thôi nhỉ. Vét lại cho nó cao lên hết. Cho vuông thành sắc cạnh. Ở đây thì đất nó rất là cứng mọi người ạ. Cứng lắm. Bây giờ nó chai lì đi rồi, qua bao nhiêu năm trâu bò rồi người rồi đủ thứ. Ông nó lì đi, chứ còn cái khu làm ruộng này người ta còn cuốc cái mặt lên, chứ đây là đất chăn thả không à. Thế là nó chắc chắn lắm. Đây, hình thức ngôi nhà thì nó như thế này đây. Đây là cửa ra vào này. Cái cửa trước ngôi nhà. Đây là phòng khách. Xà beng chọc beng beng rồi cái cuốc chim này, mình nhìn thấy dụng cụ này đã thấy là rất là cứng rồi. Đây là cái buồng, buồng này thì có cửa sổ. Phía đằng này là cái cửa ra đằng sau. Đường này để hơi rộng, sẽ để thu như hẹp bớt cái đường này vào một tí để cho cái buồng nó rộng ra thì tốt. Đường này thì lại rộng quá. Đấy, những cái cột này thì được đổ bê tông ở dưới cho nó cứng chắc. Chung quanh thì sẽ đào móng như thế này đây. Đào xuống cho nó bằng, sau đó là xây đá vào, xây một lớp đá vuông. Đá vuông kia của nó là cũng 20-25. Thì khi làm nền lên nó vào tầm khoảng độ 18-20 phân cao so với cái mặt chung quanh này, sau đó còn láng mặt nữa cơ. Nói chung là tương đối là chắc chắn. Sân này toàn sắt ra một là ly mốt. Đây, những cái sắt cắt ra này này thì đến lúc sẽ để lại làm cái mái hiên đằng trước, tận dụng được bằng hết.
Cái đá này là nó chở tận đâu về chứ nhỉ? Đá nó chở mọi người anh... đi chẻ đâu trong núi, trong bộ. Chẻ trong núi vậy? Chỗ đá này là đủ chưa? Chắc nó tính hết rồi, nó tính bởi vì có một lớp mà nhỉ? Đá nó tính hơn 50 viên đá. Ở đây nó có loại đá này là chẻ, nếu mà chẻ đúng thứ nó là tương đối là dễ. Cái ngoài miền Bắc thì người ta không làm nhà thì thế này bao giờ đâu, ít lắm. Họ làm một là hai mái sang hai bên, hoặc là hai mái ra đằng trước đằng sau. Đúng rồi đấy, kiểu như thế. Thường thường nếu mà làm như thế nó cũng có cái hay, làm như này nó cũng có cái hay, làm cái này cái trên cùng kia giá kể, mà nếu mà nó bắn tôn ấy, đừng bắn sát quá mà để một khoảng cách khoảng độ mấy phân ở trên giáp tân trên cái cổ trên kia kìa, chỗ cao nhất ấy, không có bắn tôn xuống bên dưới nữa thì nó sẽ cái hơi nóng ấy, hơi nóng vào ngang nhà thì nó lên, nó bốc lên những cái chỗ ý là nó bay ra ngoài, nó không bị bí. Bởi vì hơi nóng bao giờ nó lên chỗ cao nhất xong rồi thoát ra ngoài, mà để nhiều thì mưa nó hắt đấy. Còn cái nhà ngoài Bắc thì nó làm nhà cấp 4 thì một là mái sang hai bên, hai là mái ra đằng trước đằng sau, thì ở giữa kia nó cũng làm để một cái chỗ cái nóc, nó cũng có cái ô nó để thoáng một chút thì hơi nóng nó bay ra ngoài. Máy nó phải nhiều sắt hơn. Thì nó thì hơn, nó cũng không hơn nhiều đâu, nó hơn ít thôi. Bởi vì nó ở trên mái kia thì nó phải mất cái cây nóc nữa, thế thôi. Nó phải 9 cây. Nó mất cây nóc. 9 cây ra bên hai bên là 448 cây. Thì làm cái gì cái nó cũng. Nhưng mà nó làm kiểu vậy, nó có cái hay của nó là đằng trước nó đỡ cao quá, nó cao quá thì gió rồi thì mưa nó cũng dễ hay bị hát vào. Nhưng mà trong này tất cả mốt đều như thế này hết. Cái nhà đó đấy, toàn bộ nhà xây trước thứ linh tinh hết, nó là một loại nó không làm nên nó không làm hai máy. Nhưng mà cái hai mình mới nói là thế này, mình mới nói là cái hai mái của nó ấy thì nó có cái cũng là rất là hay, là mái đằng trước là nó đua ra luôn ngoài đằng hiên đằng trước này, thì nó đua ra ngoài hiên này luôn thì nó không bị hắt mưa, nó không hắt mưa là một. Và ở giữa cái chỗ giữa nắp kia thì nó làm tạo một cái khoảng cách của cái ấy thì hơi nóng là nó tỏa ra rất là nhanh, nó chỉ tốn hơn một chút thôi, nhưng mà với cả tôn thì nó cũng sẽ tốn hơn cái tôn của cái một mái này. Nhưng mà tốn hơn không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà chẳng qua là trong này người ta làm một kiểu thế này rồi, chả nhẽ mình lại làm khác đi. Rồi như thế này là cũng là tốt lắm rồi. Này là mẹ con của bé là sắp sửa là được ổn định mà. Quá, nếu mà ngủ mơ cũng không nghĩ là có được thế này. Ngủ mơ cũng không nghĩ được cái gì à? Nói chung anh em nhà mình cũng đỡ lo. Thế nếu không bây giờ bà cứ vất vưởng ở đâu rồi cũng kiểu gì thì kiểu cũng vẫn cứ phải, chẳng nhẽ không nghĩ đến một giọt máu đào còn hơn một ao nước lã mà. Nó về đây rồi thì nó cũng dễ bảo ban nhau, nó đỡ linh tinh như lang thang khổ. Thế là hôm nay là toán thợ đi ăn cưới chiều nay. Ở cái đám cỗ ngoài thôn ngoài làng kia đấy nhỉ? Thế mình có phải đi không? Không, họ không mời đến. Họ mời trong xóm đấy và mời anh em nhà thôi.
Mặt trên này là xóm khác rồi. Xóm khác. Rồi con sống ở dưới đó chứ, trước kia. Mà không có đất dưới đó. Mà chạy lên đây mua đất đây này mà cũng có đang bán rẻ cho mình. Ở ngoài chắc kia thì hôm nay chắc mua đất mua con nổi thôi. Yeah. Giờ đi tìm đất thì có đâu. Yeah. Nó bán chỗ kia 100 triệu á, chỗ mà hai chỗ bên hông á. Từ cái mặt đường xuống tới cái chỗ chứ nên đó, chỗ bê tông ở trong tổ đó là của ông kia rồi đó. 100 triệu đó. 100 triệu. Dạ. Mà chiều rộng thì bề ngang nó 10 mấy mét à. Ở đây thì chỉ làm nhà được thôi chứ làm được cái gì đâu. Chả làm được cái gì, không chỉ mỗi làm nhà ở thôi. Chứ trồng 3 cây vô đấy. Còn làm vườn làm tường làm gì, làm thế nào được cái đất cằn cỗi này mà cái trâu bò lợn gà nó phá. Ngôi nhà đã hình thành rồi, này là rất là tốt rồi, chắc là chỉ tầm khoảng độ 3-4 ngày nữa nhỉ. 4 ngày nữa là sẽ xong. Thì lúc cái này mình đang đào lên đây phải không? Mình đào mình chuyển sang sau à? Chuyển sang bên kia. Chuyển sang bên kia. Nhưng mà nó có gần nhà mình quá không? Dạ. Nó có gần nhà mình quá không? Làm gần đây mà. Mình chuyển, nếu không thì chuyển ra tầng đằng sau kia cũng được. Cái này xong bắt đầu có ít phân nào mình lại nhặt cất đi rồi nhỉ? Mười mấy nghìn ấy. À đây rồi. Và ấy lại vừa lên đây rồi phải không? Sắp xây nhà rồi anh nhờ. Chuyển hết đồ lên đây chưa? Con gạo ở đây rồi. Còn có cái gì nữa? Gạo, quần áo, giường, thùng còn. Mình phải chuyển hết gạo lên đây đi. Dạ, chung hết rồi. Chuyển hết đi. Xong bắt đầu những cái đồ gì mà nhẹ nhất là mình chuyển lên đi. Xong rồi chứ để cái đồ linh tinh thì mình đề phòng thôi. Dạ. Nhà mình là đi sớm về muộn thứ là đến lúc đứa nào nó tắt mắt nó lại nhạt đi. Còn những cái giường thì chả lo đâu. Những cái to thì chả lo. Và cái quần áo thì lo cái gì, quần áo thì ai ta lấy của mình. Dạ. Nhất ít gạo, ít thức ăn thôi. Sang chơi hết rồi. Thế là cảnh đang đâu rồi? Đang ngủ ở nhà. À, đang ngủ trên kia. Dạ. Hôm nay thì thầy Trung đi về dưới quê rồi. Dạ. Về dưới Bình Dương ấy, chắc là phải 4-5 ngày nữa mới lên được. Bởi vì về đi lâu rồi, phải về nhà một tí chứ. Cái này là vui lắm rồi đúng không? Dạ. Rất là vui rồi, cố gắng thôi nhỉ. Dạ. Bây giờ đây là chỉ việc ở, xong bắt đầu vẫn phải đi làm. Dạ. Làm thì chăm sóc con cái đấy. Nhà nhanh thật đấy. Làm lần này có khi còn oai nhất ở đây ấy, không phải là ấy đâu. Ở đây mà còn làm nhà vệ sinh với siêng nữa. Ở đây làm gì có ai có nhà vệ sinh đâu, nhà mình. Dạ. Chắc là giờ còn được hỗ trợ lắp điện, lắp tiết các thứ nữa thì lắp điện, lắp nước cho nữa thì là tuyệt vời. Dạ. Thế là có chỗ đàng hoàng. Thôi như thế là vui. Dạ. Thôi bây giờ là anh cũng đi về thôi. Đi. Dạ. Về quê mấy hôm, xong rồi mấy hôm nữa mới lại lên được. Dạ. Còn đi cũng lâu lâu rồi, cũng mệt lắm rồi. Thì anh nào lên thì lại tiếp tục đồng hành cùng với Thành Trung, với đồng bào ở đây. Cứng, rất là cứng. Bốc khói đấy. Đất đây đúng là đất bốc khói. Nắng gió Ninh Thuận. Thank you.
Thằng Cảnh là cũng phụ được rồi đấy. Phụ tốt rồi. Phải huấn luyện cho nó làm cho quen. Phải huấn luyện chứ không thì học không học rồi. Sợ nhỉ, cứng nhỉ. Cứng quá. Cái đất mà cứng đang beng này. Dã man. Cái này mình phải làm cho nó thật bằng, bằng nhau cái thì lúc làm nó dễ. Sâu hơn một tí thì bắt đầu đổ được cái lớp vữa nó chắc ở bên dưới. Thì xong thì nó cứng ở trên. Thôi, em làm đi, anh đi về ở đây. Dạ. Thì về bây giờ cũng đi về trên nhà. Từ đây về cũng hơn 200 cây ấy. Dạ. Trên Bảo Lộc cơ mà, biết Bảo Lộc không? Bảo Lộc Lâm Đồng ấy. Biết. Đấy. Cũng Bảo Lộc cơ mà. Hồi chắc đi. Một chút mới một chút hai cả đó. Ờ. Đi Bảo Lộc. Đấy, bây giờ nhà mà mình là tận Bảo Lộc đấy. Thôi về nhá. Tạm biệt nhá. Bây giờ thì cũng là tương đối là muộn rồi, chiều. Nên Đồng Hải còn phải đi về dưới nhà mình ở dưới Bảo Lộc Lâm Đồng cơ. Từ đây về còn hơn 200 cây nữa. Này ở đây gió dã man luôn. Đây mọi người nhìn này, bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng có đám mây đen này. Mình nghĩ là không thân sẽ có một cơn dông đấy. Mong làm sao là mình về đến nhà rồi thì mưa gió dông bão gì hằng ấy, chứ không thì đi dọc đường mà gặp dông bão thì mệt lắm. Trời thì gió vù vù vù, không biết là âm thanh có nghe được không nữa. Bây giờ thì Đồng Hải cũng sẽ xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo của Đồng Hải trong cái chương trình đi làm thiện nguyện ở trên khu vực Ninh Thuận này. Còn hôm nay Đồng Hải đi về nghỉ ngơi mấy buổi, còn phải đi xuống Sài Gòn nữa vì công việc riêng.